được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả. Tuyền Tăng xin được chào đón tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Thưa quý vị, Khẩu vị ngôi sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện và sẽ gặp gỡ quý vị vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Hãy cùng chờ xem ngày hôm nay chúng ta sẽ biết thêm được bí quyết nấu ăn nào, cùng gặp gỡ và trò chuyện với ngôi sao khách mời là ai. Và bây giờ hãy cùng chào đón khách mời của tuần này, ca sĩ diễn viên Hoàng Ngọc Sơn. Xin mời anh. Hey, xin chào anh. Yeah. Hoàng Ngọc Sơn xin chào nữ MC xinh đẹp của chúng ta. Và cho Hoàng Ngọc Sơn chào tất cả những quý khán giả của chương trình Khẩu vị ngôi sao. Khẩu vị ngôi sao cũng rất là cảm ơn anh Hoàng Ngọc Sơn đã đồng ý tham gia chương trình ngày hôm nay. Tuyền Tăng cũng rất là vui bởi vì anh Hoàng Ngọc Sơn là một nghệ sĩ rất là đa năng, cả lĩnh vực âm nhạc lẫn diễn xuất đều có dấu ấn riêng của mình. Mà bận rộn như thế có thể tham gia ở đây là quá tuyệt vời luôn rồi. Vậy thì nhân dịp mà gặp gỡ với các khán giả của Khẩu vị ngôi sao ngày hôm nay thì anh Hoàng Ngọc Sơn có thể chia sẻ một chút xíu về những dự định của mình trong thời gian tới được không ạ? Chắc có lẽ sắp tới thì Hoàng Ngọc Sơn sẽ cho ra mắt những ca khúc do chính Hoàng Ngọc Sơn sáng tác và trình bày. Nếu mà trong thời gian sắp tới thì cũng chưa có biết được là chừng nào, ngày giờ chính xác đúng không anh? Thôi thì cũng đã lỡ chia sẻ một chút xíu về cái kế hoạch của mình rồi. Mình có thể nhá nhẹ một đoạn bài hát mà mình sáng tác cho cái dự án cá nhân của mình được không? Thì Hoàng Ngọc Sơn sẽ hát một đoạn trong một ca khúc. Cái tựa thì chắc có lẽ là hơi nhí nhố vui tươi một chút xíu. Ca khúc được mang tên Chán Yêu Rồi Cưới chán Thôi. Chán Yêu Rồi Cưới Thôi. Không, thường thì là Chán Yêu Rồi thì sẽ như thế nào, nhưng mà cái này thì Chán Yêu Rồi Cưới Thôi. Chốt đơn luôn đó. Cưới luôn. Ok. Anh đây người con nơi miền quê, chưa yêu một ai gió sương đời trai, chẳng biết yêu đương mang sầu vương, lớn lên nhờ mùi thơm hương ruộng nương. Em đây là người hiền ngoan, dễ thương nhu mì duyên dáng, má hồng bờ môi tươi thắm chẳng cần phấn son. Dễ thương quá trời. Chán yêu rồi cưới thôi. Nói thiệt nha, bạn trai em mà hát bài này là em cưới liền. Làm liền luôn hả? Thiệt, bị kém chưa có bạn trai thôi. Cứ nghe kêu lại. Bị kém chưa có bạn trai thôi. Phòng khách của Khẩu vị ngôi sao đã sẵn sàng để chào đón anh rồi, mình vào luôn nha. Ok. Xin mời. Dạ chào anh, đến nhà chưa? Đây, mời anh ngồi xuống nghe. Rồi. Một cái điểm đặc trưng của tất cả các nhân vật chính khi đến với Khẩu vị ngôi sao đó là sẽ được đặt hàng hai món ăn cho căn bếp của chương trình. Nói chung là anh sẽ chọn. Khoan. Chọn món gì thì ghi xuống hai tờ giấy đó, không nói cho em biết luôn. Ok. Bây giờ là mình có hai tờ giấy ha, mỗi tờ mình sẽ ghi một món. Xong. Rồi, xong rồi đúng không anh? Giấu nha, giấu luôn nha. Rồi. Rồi, bây giờ em xin phép được bật mí cái điều thú vị tiếp theo. Đó là hai món ăn này sẽ được thể hiện bởi hai người bạn cũng là fan hâm mộ rất là yêu thích anh Hoàng Ngọc Sơn từ trước đến giờ. Và các bạn cũng đã nhân dịp này, nhân cơ hội này để đến đây nấu cho thần tượng của mình ăn. Ok. Bây giờ anh đã sẵn sàng để gặp hai người bạn của chúng ta chưa? Sẵn sàng gặp hai nữ đầu bếp hôm nay của chúng ta. Ủa sao biết nữ hay vậy? Tại anh coi chương trình á, thấy là nếu mà khách mời là nam thì hai người nấu sẽ là nữ, mà khách mời nữ thì hai người nấu sẽ là nam. Hy vọng là anh sẽ giống như vậy. Dạ, và giống hay không thì xin mời tất cả quý vị khán giả, xin mời anh Hoàng Ngọc Sơn sẽ cùng hướng về khu vực cửa ra vào của chúng tôi cùng chào đón hai người chơi. Đó chính là bạn Thúy Hằng và bạn Hoàng Kim. Nghe tên là biết hai nữ rồi. Chào hai em. Trời xinh quá vậy nè. Chào hai bạn. Rồi, bạn ơi. Bây giờ xin phép được mời hai bạn lần lượt sẽ tự giới thiệu mình với anh Hoàng Ngọc Sơn cũng như là quý vị khán giả nha. Mời bạn trước đi hen. Em chào chị Tuyền, chào anh Sơn và chào quý vị khán giả. Em tên là Thúy Hằng và em đang là ca sĩ. Anh chào Thúy Hằng. Bạn có thường hay nấu ăn không? Dạ có chị. Bình thường ở nhà rảnh thì em vẫn thích nấu ăn hơn là đi ra ngoài ăn. Trời ơi, đây là chúng ta có tiếp người là hướng về gia đình, yêu thích căn bếp của mình. Và chắc là sáng tác được rất là nhiều món ăn trong căn bếp của mình đúng không nè? Dạ cũng món có. Món gì tự tin nhất vậy? Em vẫn tự tin mấy món cá kho hay... Chết tôi rồi. Trời ơi, chết là sao? Thôi không có gì, để lát thì biết chứ. Rồi. Nghe nói giật mình luôn á. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ xem là cô gái ở bên phía đối diện trong chiếc váy màu đỏ rất là xinh như thế này, bạn sẽ chia sẻ điều gì về mình nha. Em xin chào anh Ngọc Sơn, chào chị Tuyền Tăng. Dạ, em tên là Nguyễn Hoàng Kim, năm nay 21 tuổi, em làm công việc trang điểm. Thì anh muốn hỏi Kim là Kim người miền nào?
Dạ, em là người miền Nam gốc. Vậy chắc cũng biết nấu món miền Tây đúng không? Dạ, biết ạ. Thôi chết thôi nữa rồi. Trời ơi, nhưng mà để có thể nấu một món ăn ngon nó cũng có rất là nhiều yếu tố. Và cái yếu tố quan trọng nhất là phải đáp ứng được cái khẩu vị của nhân vật chính đang ngồi ở đây là anh Hoàng Ngọc Sơn. Mà từ nãy tới giờ anh chưa có được nói, chưa có được chia sẻ về cái gu ăn uống của mình. Cho nên là chúng ta sẽ cùng nhau khám phá điều đó ngay bây giờ. Và xin mời cả ba người chơi của chúng ta cùng với quý vị khán giả sẽ cùng nhìn về chiếc TV trong phòng khách của chúng tôi. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 5 ẩn số. Đằng sau mỗi một ẩn số này sẽ có một thử thách dành cho hai cô gái. Vượt qua thử thách, ai thắng nhận được một điểm. Và xin được lưu ý, cứ mỗi một ẩn số được giải mã thì cũng sẽ đi kèm với một thông tin về gu ẩm thực của anh Hoàng Ngọc Sơn. Cái gu anh mặn lắm đó. Nói trước nha, gu mặn lắm. Gu mặn lắm ha, để coi mặn như thế nào. Xin mời ô số đầu tiên. Và trước khi đến với chi tiết của thử thách dành cho hai bạn, Tuyền Tăng cũng xin phép được bật mí một cái điều rất là quan trọng, một lợi thế dành cho các bạn đây. Trong số 5 ẩn số của chương trình sẽ có một ẩn số chứa huy hiệu thần bếp. Và người nhận được huy hiệu thần bếp là người giành chiến thắng thử thách của ẩn số đó. Người giành được huy hiệu thần bếp sẽ có quyền được chọn một trong hai ưu tiên. Ưu tiên thứ nhất đó là sẽ hủy bỏ thử thách mà mình sẽ phải gánh chịu ở phần 2 của chương trình. Ưu tiên thứ hai đó là được quyền nhờ sự trợ giúp đến từ anh Hoàng Ngọc Sơn hoặc là Tuyền Tăng trong quá trình sơ chế món ăn. Rồi, các bạn nhớ trợ thủ nha. Đắc lực nha. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi dành cho hai bạn như sau. Đâu là đặc sản trái cây nổi tiếng của Nghệ An? A. Cam Vinh. B. Bưởi Thanh Trà. C. Quýt Hồng. Thời gian 5 giây dành cho hai cô gái bắt đầu. 5 4 3 2 1 Hết giờ, xin mời câu trả lời. Một người là C, người là A. C ở đây là Quýt Hồng. Còn Thúy Hằng là chọn A là Cam Vinh. Dạ, và đáp án của chương trình chính là phương án A. Cam Vinh xin được chúc mừng bạn Thúy Hằng. Hey. Một điểm đã thuộc về bạn. Cam Vinh là đặc sản trái cây nức tiếng của Nghệ An, đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Những giống cam như cam xã Đoài, cam Vân Du, cam Sông Con, cam V2 trồng tại xứ Nghệ có chất lượng thơm ngon vượt trội, được nhiều người tìm mua thưởng thức. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ xem sau ẩn số này sẽ có dữ kiện gì đây. Xin mời. Món ngon của mẹ ơi, chàng trai của gia đình. Anh nghĩ là không chỉ một mình anh đúng không? Mà tất cả chúng ta ai ở đây thì cũng sẽ có một món mà cảm thấy là mẹ mình nấu là tuyệt vời nhất, là ngon nhất đúng không? Thì vậy thì món của mẹ mà anh thích nhất đó là món gì? Chắc có lẽ là món xôi sầu riêng. Nó trộn với cái xôi á, cái hương vị của nó quyện lại với nhau á. Ăn lần nghiền tới giờ. Nồng nàn hương vị đắm say à, thơm. Rồi đó, đây là những cái dữ kiện đầu tiên để chúng ta cùng lưu ý. Nhìn mỡ ngọt ngọt, mê ngọt. Cái gu anh mặn lắm á, nói trước nha, gu mặn lắm. Mê ăn ngọt, mê ngọt. Và bây giờ sẽ là ẩn số tiếp theo, xin mời. Thử thách ưu tiên dành cho hai bạn. Ở bên trong đây chính là quả dâu xanh. Nhiệm vụ của cả hai bạn đó là sẽ ăn hết cái quả dâu xanh này mà không vì bất cứ lý do gì mà mình dừng lại cái quá trình ăn của mình, ăn luôn tuần, ăn một lượt như vậy đó. Bạn nào mà ăn xong trước thì bạn đó sẽ là bạn giành chiến thắng, nhận được một điểm cho mình. Và bây giờ xin phép được mời hai người chơi, các bạn sẽ nhận chiếc đĩa với quả dâu xanh của mình. Các bạn sẽ tách vỏ và ăn. Nhưng mà phải nhả hột đúng không? Nhả hột. Được, được, nhả hột nhưng mà không có phải là nhả cái quả dâu đó ra trong lúc ăn. Một, hai, ba, xin mời. Tách vỏ ra. Chúng ta có tổng cộng là 10 giây. Xin mời, thời gian. Sao em, chua hay ngọt? Trời, cái mặt nhăn dữ vậy. Trời ơi, cô bé này tính ra là mặt là không biểu cảm luôn. 5 giây đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Trời ơi, má ơi, chua. Chua thiệt. Anh thấy chua? Chua lắm. Hoàng Kim thấy sao? Dạ chua. Có một người từ nãy đến giờ không có bất kỳ một biểu cảm gì cả, đó là Thúy Hằng. Bà biết làm sao không? Người ta lột luôn cái trái thứ hai luôn rồi. Thưa quý vị, như vậy là trải qua thử thách ưu tiên. Xin được công bố phần thắng đã thuộc về bạn Thúy Hằng. Xin được chúc mừng Thúy Hằng. Thông tin tiếp theo về anh Hoàng Ngọc Sơn sẽ là gì đây? Nghe là chạy. Cái món mình sợ, nghe là sợ là
cái khẩu vị nó cay á, là mì cay. Cay anh ăn không được, nghĩa là ăn được thôi nhưng mà mức độ vừa phải. Còn cái lúc mà cái thời mà phải cái mì cay 7 cấp độ đúng không? Đúng rồi, ai cũng kéo nhau ùn ùn đi ăn. Cái mình thấy ai cũng ăn, cái bạn bè rủ đi, ok đi thử thôi. Anh ăn cấp mấy? Anh cấp 1 lần á. Ghê không? Anh ăn chưa kịp hết cái tô luôn là bỏ, ăn chỉ hai đũa thôi. Không những vậy mà mang cái hệ lụy là hôm sau luôn, nghĩa là nó bị rác cái bao tử nóng đó. Từ đó về sau là gặp mì cay là ai rủ là thôi chạy trước, không ăn. Ngoài câu chuyện là mê ăn ngọt thì anh Hoàng Ngọc Sơn không có ăn được cay. Không thích cay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ẩn số thứ 3. Đây là câu hỏi dành cho hai bạn. Mời các bạn sẽ nhận lại bảng và bút của mình nha. Đây là một câu đố. Quả gì thường ở trên vàng? Từng chùm chín mọng mang toàn chữ O. 5 giây bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Hay vậy? Nho làm sao mà sai được nữa. Chính xác, chúc mừng. Đấy, quá đơn giản luôn. Vậy thì tiến ngay đến thông tin của chúng ta nào. Ăn đến quá sức. À ha, trước khi chúng ta cùng khám phá cái gì mà ăn đến quá sức đến từ anh Hoàng Ngọc Sơn, thì Tuyền Tăng cũng xin được chia sẻ. Bởi vì xuất hiện huy hiệu thần bếp thì chỉ có người duy nhất thắng cuộc ở thử thách mới nhận được huy hiệu này. Nhưng mà chúng ta có tới hai người chơi cùng nhau hoàn thành rất tốt thử thách vừa rồi, cho nên huy hiệu thần bếp này sẽ không có hiệu lực. Mà thôi, không sao. Bây giờ ăn đến quá sức là sao anh? Nhỏ nhỏ đâu biết đâu, lúc đó cứ nghĩ ngon là ăn thôi, nhãn. Anh nhớ không lầm là ăn hơn 1 ký. Xong tới chiều mới ghê, nóng quá chịu nổi. Đúng rồi. Tới nỗi mà ăn xong bị sốt. Đó là cái món đó nhớ nhất tới bây giờ. Nghe cái mùi bệnh viện trong đó. Chúng ta sẽ cùng đến với ẩn số thứ 4. À, một câu hỏi nữa dành cho các cô gái của chúng ta. Sẵn sàng lắng nghe nhé. Câu hỏi như sau. Chỉ đen trên lưng là cơ quan nào của tôm? A. Phổi. B. Tim. C. Dạ dày và đại tràng. Thời gian 5 giây dành cho hai bạn. Bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Xin mời câu trả lời của hai bạn. Tim là phương án B. Câu trả lời của Thúy Hằng. Còn Hoàng Kim thì chọn C, dạ dày và đại tràng. Bạn có thể chia sẻ là bạn chọn đại hay là mình đã nghe qua thông tin này rồi không? Dạ, em thêm được biết thì tất cả những bộ phận khác như là tim, phổi của tôm thì sẽ nằm ở trên đầu, còn lại là sẽ là dạ dày. Rồi, chính xác. Anh cũng biết được cái chuyện này nhưng mà không biết là đúng hay không thôi. Anh cũng biết được chuyện này nhưng mà không biết là đúng hay không. Thì em có thể xác nhận với anh đó là thông tin chính xác. Dạ, đúng rồi. Đường chỉ đen đậm nằm ngay sát trên lưng tôm, thường thấy ở những con tôm lớn. Và đây cũng chính là đường tiêu hóa chứa dạ dày và đại tràng của chúng. À, bởi vì nhiều người ta ăn tôm á, bởi người ta mới là kéo cái chỉ đen ta bỏ đúng không, đâu có để đâu. Và thậm chí là bỏ luôn cái phần đầu tôm ra đúng nữa rồi. Bây giờ thì chần chờ gì nữa, xin mời. Vị đồng quê. Có thể nói là cái quê hương của anh là ở Cần Thơ. Là những món mà anh thích đó, chắc là những món nó thuộc về miền Tây dân dã thôi. Miền Tây thì người ta nói là thường ngọt ngào như người miền Tây vậy đó. Đó, những món cũng là vị ngọt đúng không? Ha. Người ta hơi thiên về cái vị ngọt một tí xíu. Ví dụ canh chua thì cũng có một tí xíu đường. Cá kho cũng dằn một tí xíu đường cho nó có đậm cái vị lại. Đó, còn chè nó cũng ngọt luôn thấy không? Miền Tây là vậy, thích ngọt lắm. Ơi, xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ẩn số thứ 5. Điều gì đang chờ đón Hoàng Kim và Thúy Hằng đây? Thử thách đối kháng. Ủa gì ghê vậy, đối kháng luôn hả? Đúng, mời hai bạn đứng lên. À, thì ta xin phép được chia sẻ về luật chơi như sau. Đầu tiên á, là cả hai bạn Thúy Hằng và Hoàng Kim sẽ di chuyển về cái bàn đã được chuẩn bị sẵn ở phía bên tay phải của Tuyền Tăng. Ở trong đó có một cái thau có rất là nhiều bột và những quả trứng sống. Nhiệm vụ của cả hai bạn, mỗi bạn sẽ ngậm một chiếc muỗng và đào, tìm, bới để có thể lấy được cái quả trứng nó bỏ vào trong cái muỗng của mình. Và cứ thế di chuyển về cái vị trí đĩa đang chờ các bạn ở đây. Mỗi người một đĩa. Và trong vòng 1 phút 30 giây, bạn nào thu hoạch được nhiều quả trứng nhất về cho mình thì bạn đó sẽ là bạn giành chiến thắng. Các bạn ơi, chưa. Ủa gì vậy? Chưa. Tôi đang chuẩn bị kiểu các bạn ơi, các bạn đang cảm thấy như thế nào? Mới vừa nghe cái các bạn ơi. Nôn lắm. Ba, 2,
1 1 phút 30 giây. Bắt đầu. Rồi bình tĩnh, bình tĩnh, di chuyển. Sao hay vậy ta? Coi chừng, coi chừng, coi chừng rớt trứng, coi chừng, coi chừng nha. Cái công đoạn nè, nhẹ nhàng. Coi chừng nhẹ nhàng thôi á. Đúng rồi, đúng rồi. Vẫn còn ổ. Quay về. Từ từ, Hằng ơi. Sắp được, Hằng ơi. Sắp được rồi, sắp được rồi, sắp được rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, không sao hết. Bỏ bột ra trước, bỏ bột ra. Trời ơi. Bỏ bằng bên nha. Sao hết. Bây giờ này, hai người hợp tác đi, lấy hai trứng nó cùng vô nhau, xong lấy hai muỗng múc lên. Đó. Rồi đúng rồi, mình hợp tác với nhau đi. Đó, rồi, hay lắm. Khỏi hợp tác nhau luôn. Về, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Từ từ, đừng vội. Nhẹ nhàng. Hay quá. Rồi, tiếp tục, vẫn còn thời gian, nhanh lên, Hằng ơi. Cách biệt chỉ mới có một trái thôi. Kim giỏi vậy. 30 giây cuối cùng. Về, rồi đúng rồi. Về rồi, nhẹ nhàng xuống. Vẫn còn thời gian nha. Coi chừng nha, bình tĩnh. Trời ơi, cái cô gái rồi. Của tôi. Hay vậy. Về sắc. Lúc 10, 9, 8, 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Như mọi người cũng thấy, rõ ràng kết quả của chúng ta, người giành chiến thắng ở thử thách lần này đó chính là bạn Hoàng Kim. Yeah. Xin được chúc mừng. Và quý vị khán giả ơi, cho phép là các cô gái của chúng ta nghỉ giải lao để chỉnh trang lại chút xíu, quay lại với quý vị ngay nhé. Xin mời. Rồi, bây giờ hai cô gái của chúng ta cười thiệt tươi đã quay trở lại với thần thái xinh đẹp rạng rỡ như là hồi đầu tham gia chương trình rồi đúng không nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ xem điều gì đằng sau ẩn số này đây. Hương vị béo ngậy. Không những ngọt mà còn béo đó. Chà, vậy mà dáng vẫn rất chuẩn, rất xuất sắc. Béo ngậy là anh thích. Ừ. Các loại chè đó, như chè trôi nước nè, rồi chè bà ba nè, xôi. Xôi chè nó liên quan tới nhau, có nước cốt xôi dừa. Sầu riêng như hồi nãy có nhắc đúng không? Nước cốt dừa béo ngậy luôn, mấy món chè ngọt ngọt nữa. Chè nước cốt dừa vô húp, trời ơi. Dùng cụm từ hương vị béo ngậy vậy thôi chứ cũng về là món ngọt nha quý vị. Rồi, như vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá đầy đủ 5 từ khóa mà anh Hoàng Ngọc Sơn chia sẻ cho tất cả các bạn ngày hôm nay. Và hiện tại xin được công bố hai bạn đang có điểm số hòa nhau. Điều đó đồng nghĩa việc là không có ai nhận được cái quyền ưu tiên là được chọn một trong hai món ăn mà anh đã đặt hàng. Cũng như là không có ai được cơ hội chọn căn bếp mà mình thích. Mà toàn bộ sự quyết định đó sẽ thuộc về anh Hoàng Ngọc Sơn. Vậy đó cho nó công bằng. Anh sẽ là nhìn vào trong hai món ăn này chọn mặt gửi vàng. Rồi cũng nhìn thấy cái căn bếp nào thì có vẻ phù hợp với cô gái nào thì mình gửi gắm cho bạn đó thôi. Hai cái món mà anh đặt hàng đó chính là... Xoay ra luôn. Này, cá lóc kho tộ. Và món còn lại, cá trê chiên mắm gừng. Bây giờ đơn giản vậy đi, nếu mà anh giao cho hai người hai món thì anh không biết là ai sẽ sở trường món kho, ai sẽ sở trường là món chiên. Cho hỏi Thúy Hằng trước đi, bạn đang nghiêng về món nào? Dạ, em thích món cá lóc kho tộ. Thích là thích ăn hay là biết nấu và thích nấu? Dạ, cả thích ăn, cả thích nấu. Lỡ bên này cũng thích cá lóc kho tộ rồi sao? Còn Kim sao? Dạ, món tủ của em là cá chê chiên mắm gừng. Trời ơi, thấy chưa, món tủ của người ta luôn nha. Nếu mà anh không hỏi là anh giao, ví dụ anh giao như vậy nè, là thấy là xong rồi, là ngược, không đúng. Vậy thì trao gửi cho bạn món ăn này thôi. Anh sẽ nhờ Hằng làm cho anh cái món là cá lóc kho tộ. Còn bằng Kim thì sẽ làm giúp anh cái món là cá chê chiên mắm gừng nha. Đã cho hai bạn chọn món rồi, anh chọn bếp cho hai bạn đi. Bây giờ em chỉ nha, đối diện em ở đây rồi mình gọi sẽ gọi là bếp bên trái nha. Ok. Rồi, vậy thì bếp còn lại là bếp bên phải. Thì bây giờ đơn giản thôi, thấy mặt áo đỏ đây cũng đỏ rồi. Hoàng Kim. Dạ. Bếp trái. Em sẽ là bếp trái nha. Dạ. Hoàng Thúy Hằng, em sẽ là bếp phải. Anh đói chưa? Đói. Đói thì lăn vào bếp thôi. Chúng ta cùng đến với phần 2 của chương trình Chinh phục khẩu vị ngôi sao. Xin chào, xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả đang cùng quay trở lại với phần 2 của khẩu vị ngôi sao với tên gọi Chinh phục khẩu vị ngôi sao.
khoai lộc sơn. Anh thì anh đang nôn là mình sắp sửa được ăn rồi. Anh thì sắp được ăn, em thì sắp được ăn ké, cho nên là chỉ rất là sung. Còn mình hai bạn còn lại thì trông có vẻ là nhu mì hơn chút xíu, tại vì rõ ràng là đâu có được thoải mái như anh em mình. Hai bạn không chỉ là mang áp lực là phải nấu một món ăn thiệt là ngon để chinh phục anh Sơn, mà đã vậy trên đầu cũng đang phải chịu thử thách của chương trình nữa. Ủa? Mỗi bạn sẽ đội một cái nón lưỡi trai với phần mũi đã được lật ngược lên. Ở bên phía của bạn Thúy Hằng là có 3 cái quả bóng bàn, còn ở bên phía của bạn Hoàng Kim 1 trái banh long. Đó, và nhiệm vụ của các bạn đó là chế biến món ăn sao cũng được, miễn là đừng có làm rớt bất kỳ những cái quả bóng nào từ trên nón xuống dưới đất là mình sẽ bị phạt. Đó, cho nên là các bạn cố gắng nha. Và xin được bật mí cho hai cô gái của chúng ta, để hai bạn có thêm động lực, để mình thêm tự tin, đó là anh Hoàng Ngọc Sơn cũng sẽ tham gia cùng hai bạn. Nhưng mà không phải là tham gia nấu ăn, mà là tham gia thực hiện liên hoàn thử thách của chương trình, để có thể mang thêm nguyên liệu về cho các bạn. Bởi vì rõ ràng bên bếp của bạn Thúy Hằng mình thiếu món cá lóc, bên đây làm cá trê chiên mà không thấy cá trê đâu hết. Ê, tính ra là giấu hết hai cái nguyên liệu chính của người ta luôn rồi đó. Dạ, tất cả đều phụ thuộc vào anh. Có được ăn hay không là do anh, chương trình có thành công hay không là do anh. Tính ra bởi vì tới đây ăn đâu có dễ. Dạ, làm sao mà dễ được. Muốn ăn cũng phải lăn vô bếp chứ đâu có ngồi không mà ăn được đâu. À, bếp là của hai bạn, mình lăn ra ngoài phòng khách kia, thử thách đang chờ. Rồi, rồi, xin mời hai cô gái của chúng ta bắt đầu sơ chế đi nghe. Còn tụi tôi sẽ đi ra ngoài kia chờ coi có gì đang ở đó. Xin mời rồi. Anh. Hồi nãy đến giờ thì là hai cô gái của chúng ta đã trả lời các câu hỏi của chương trình rồi. Bây giờ sẽ đến lượt anh trả lời câu hỏi. Okay. Chương trình sẽ đưa cho anh Hoàng Ngọc Sơn 5 câu. Nhiệm vụ của anh đó là trả lời đúng ít nhất là 3/5 thì sẽ vượt qua thử thách này. Trả lời đúng được điểm, trả lời sai ăn hết một lát chanh. Có muối không? Trời đất ơi, sao mà ngu mặn mòi dữ vậy trời. Chanh mà còn chanh, đòi muối nữa. Thêm một tí muối đỡ hơn. Dạ, không ạ. Trời không ạ, rồi. Câu số 1. Mỗi năm có 7 tháng 31 ngày, đố bạn có bao nhiêu tháng có ngày 28? Một tháng. Một tháng có ngày 28. Dạ, em xin mời anh ăn chanh khai vị ạ. Ủa, nhớ tháng 2 có là 28 đúng không? Đáp án của chương trình là có 12 tháng. Mình đọc kỹ lại đề nha. Đố bạn có bao nhiêu tháng có ngày 28? À, có ngày 28 chứ không phải là chỉ có 28 ngày. À, sơ sức xoay. Thôi thì mình ăn miếng chanh đi. Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt. Chanh ngọt nha. Chanh ngọt, ủa? Ai đừng dụ em nha. Tôi ở đây có 5 miếng à, mà 5 câu nên em sẽ không có thử đâu. Anh thấy ngọt. Thấy ngọt hả? Thử miếng em. Em xin trái, còn nửa trái bên kia. Trời đất ơi, sao mà ảnh đổi cảm xúc liền luôn vậy ta? Ổn không? Ok. Câu hỏi của chúng ta như sau. Thân em xưa ở bụi tre, mùa đông xếp lại, mùa hè mở ra, đố là cái gì? Cây quạt. Cây quạt. Đúng rồi, nực là mình phải chưa quạt. Chưa có đủ. Quạt gì? Quạt giấy. Quạt giấy. Chính xác. Thôi được, một điểm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Ao ở sau đê, đê ở trước, huyền thêm một dấu, đậm sắc xuân, đố là chữ gì? Đào. Đào, chính xác. Câu số 4. Quả gì không thiếu không thừa, ăn vào ngon ngọt cho vừa lòng nhau? Đu đủ. Câu trả lời hoàn toàn chính xác, đó là quả đu đủ. À, như vậy là mình đã có 3/5 câu trả lời chính xác rồi. Và mình sẽ không cần phải trả lời câu cuối, mà mình được mang nguyên liệu về cho hai cô gái của chúng ta. Bây giờ mở ra chọn đi, đếm nào. Thì vậy đem bưng lượt luôn đi. Một cái thôi. Ủa là còn... Dạ, vẫn còn một thử thách nữa. Cái chè trước nha. Cái chè trước nha. Đó, đó. Chút xíu anh em cái lóc về tới. Nhanh lắm, nhanh lắm. Đây. Cái gì nữa đây? Là món quà đến từ Khẩu Vị Ngôi Sao dành cho anh Hoàng Ngọc Sơn. Đây chính là chiếc túi ngủ. Và đó cũng chính là vật dụng cực kỳ quan trọng dành cho thử thách tiếp theo của anh. Rồi, anh biết thử thách gì luôn rồi. Là gì anh? Là nằm ngủ đợi có món cá xong thức dậy ăn. Dạ đúng, là đúng, anh sẽ nằm vào trong chiếc túi này. Nhưng anh không ngủ, mà anh sẽ lăn hết nguyên cái nhà của em ở Khẩu Vị Ngôi Sao, tìm cho bằng được tất cả những món đồ có màu xanh dương. Ê, cái này gọi là hành hạ để được ăn chứ không phải là tới đây để được ăn đâu, đúng không? Em nghĩ là hồi nãy anh Hoàng Ngọc Sơn có nói một cái câu rất là hay, đó là muốn ăn phải lăn vào bếp. Bây giờ anh được lăn vào bếp rồi nè. Thôi nói gì nữa, lăn vào trong cái túi ngủ đi. Anh sẵn sàng chưa?
Rồi chơi. 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ơi. Ủa anh đang đi đâu vậy? Anh thấy cái nào màu xanh không? Thấy xanh dương rồi. Thấy rồi, thấy rồi. Lăn chứ không phải lết. Yeah, một món. Còn 4 món còn lại. Giờ khoan khoan ngồi định vị đi anh. Ở đâu? Thấy rồi. Đâu đâu đâu? Kế camera luôn. Rồi rồi, chạy luôn. Ủa quên, lăn. Dừng lại, dừng. Lăn. Trời đất ơi, thấy thương không? Hai món, còn 3 món nữa. Có màu xanh là được đúng không? Có màu xanh. Trời ơi, sao tiện quá vậy nè. 3 món. Rồi qua kia đi, thấy có cái chai màu xanh kìa. Trời ơi, cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy trời? Cái gì? Trời ơi, tôi quá mà. Trời ơi. Rồi xong. 4 món, còn món cuối cùng. Cho phép để đây nha, lát nữa mình tổng hợp sau. Thấy rồi. Ở đâu vậy? Thấy rồi thì lăn chứ không phải lên. Xung quanh ta thôi. Tới rồi. Ủa đi đâu vậy? Màu xanh. Màu xanh ơi. Xin chúc mừng. Thấy sao anh? Thấy trong mặt quá. Tôi ngủ luôn được không? Thôi á. Ngủ cũng được. Nhưng mà bây giờ mình phải mang cái món cá lóc về cho Thúy Hằng. Rồi mình đi nghỉ nha. Quên. Rồi. Quyết định là đi cái tướng này luôn hả? Nè. Khổ dữ lắm mới được cá lóc về đó nha. Ráng làm cho ngon nha Hằng. Rồi thôi, anh về bên kia anh nằm nghỉ xíu. Rồi bây giờ về nghỉ với em nha. Rồi vô. Quý vị cùng quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và bây giờ Entertainment chính là thành phẩm của hai bạn Thúy Hằng và Hoàng Kim. Thúy Hằng thì có món cá lóc kho tộ, còn Hoàng Kim thì là món cá trê chiên chấm mắm gừng. Rồi bây giờ thì mình có nhắn nhủ gì đến với anh Hoàng Ngọc Sơn không nè? Thúy Hằng trước đi. Đây là tâm huyết của em dành tới anh nên là chúc anh ăn ngon miệng. Nhìn mà thấy ngon rồi đó, chưa biết như thế nào nhưng mà thấy là trang trí là ngon rồi đó. Còn cô bạn còn lại Hoàng Kim thì sao nè? Dạ, sau cái thời gian mà anh đã vận dụng những cái trí óc của anh để mà trả lời những câu hỏi thì em đã có thêm động lực để làm ra món cá cho anh. Chúc anh ngon miệng. Thôi nghe mát lòng mát dạ chưa? Mát lòng mát dạ như vậy thì còn chần chờ gì nữa. Anh chọn thưởng thức món nào trước nè? Cá trê anh đem qua trước thì bây giờ anh sẽ thưởng thức cá trê ha. Dạ. Rồi bây giờ mình cuốn đi ha. Để anh cuốn cho. Để bao tay vô đi. Dàn miếng cá rồi. Cuốn như sao mà rớt miếng cá ra ngoài luôn. Rồi. Nhớ chấm miếng mắm gừng nha. Ồ, cá trê là phải có mắm gừng. Trời ơi. Giờ này mà được ăn thì ăn không? Ăn trước đi. Thử mắm gừng cái. Đúng là có vị còn ngọt. Biết ý. Còn cái cá này á, không bị giòn quá mà cũng không có dai quá, xuất sắc. Bây giờ tới món này. Nhưng mà trước khi mà mình ăn thì chắc là mình sẽ uống miếng nước. Đúng rồi. Để đảm bảo công bằng khi mà mình thưởng thức món ăn nha. Giờ gắp cá ha. Bây giờ sẽ là cá lóc kho tộ. Hồi trang trí có ớt luôn nha. Đây là... Cá ngon quá ha. Nhưng mà ngon hơn khi mà mình chan miếng nước. Đúng ha. Đúng rồi, có một tí nước vô chan với cơm. Thật ngon quá vậy. Em, trời ơi, ngon quá trời luôn. Xuất sắc, cá vừa phải, đúng là có cái vị ngọt nè, không bị mặn nha, không ngọt quá. Ớt trang trí nhưng mà không bị cay. Ăn hết cơm luôn đi. Ngon. Món này công nhận là tất cả các gia vị nó rất là thấm, nó hòa quyện vào nhau luôn. Ăn một muỗng là bị ghiền. Mình chọn ra một bạn duy nhất giành thắng cuộc ở thử thách này. Trước tiên thì anh xin cảm ơn Hoàng Kim và Thúy Hằng
đã bỏ cái công sức ra và cái tâm huyết của mình để mà làm hai cái món ăn. Anh cảm ơn em đã cùng nãy giờ hành hạ của anh á. Em đưa thử thách là tất cả bắt anh lăn lê bò lết khắp cái căn phòng này để mà có những cái món cá như thế này. Anh cảm ơn em rất là nhiều. Nhưng mà quan trọng là nhờ mình hoạt động nhiều, mình đói bụng mình ăn nó lại càng ngon hơn. Đúng vậy, đúng vậy rồi. Cảm ơn em. Anh đưa ra một quyết định này có thể là làm buồn một trong hai bạn, đúng không? Nhưng mà thôi, tại vì lúc nào mà cũng sẽ có người thắng và người thua. Món ăn mà anh cho là hợp khẩu vị của anh nhất ngày hôm nay chính là món cá lóc kho tộ. Cá lóc kho tộ, và xin được chúc mừng Thúy Hằng đã là người giành chiến thắng tại khẩu vị ngôi sao tuần này. Chần chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng về phòng khách và nhận thưởng thôi. Đây. Và xin được trao bản quà tặng lại cho anh Hoàng Ngọc Sơn để có thể một lần nữa chúc mừng cho người thắng cuộc của tuần này, đó chính là bạn Thúy Hằng. Rồi, anh cảm ơn Hoàng Kim đã tạo ra một món ăn rất là ngon. Và anh chúc mừng cho Thúy Hằng là người thắng cuộc trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn em về món cá lóc kho tộ. Xin được cảm ơn mọi người rất là nhiều. Một lần nữa, thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Tuyền Tăng xin được gửi lời cảm ơn đến nghệ sĩ của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là anh Hoàng Ngọc Sơn, rất là nhiệt tình, hết mình trong mọi cuộc chơi. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của hai cô gái đảm đang và xinh đẹp, đó chính là Thúy Hằng và Hoàng Kim. Cũng như là xin được gửi lời cảm ơn đến với tất cả quý vị khán giả đã luôn luôn yêu thương và đồng hành cùng với chương trình. Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có thật là nhiều sức khỏe. Và cũng đừng quên hẹn lần sau vào lúc 17:50 Chủ nhật trên kênh HTV7 nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.